Với chủ đề của tháng, những câu chuyện đời thường, cuộc thi ảnh tôn vinh giá trị truyền thống của MyTV đã thu hút được 2.000 thành viên tham gia với hơn 1.400 bức ảnh dự thi và 47.000 lượt bình chọn. Sau 4 vòng sơ loại, giải nhất đã thuộc về bức ảnh Quê Quần của tác giả Trịnh Xuân Đào. Giải nhì thuộc về bức ảnh Giờ Ra Chơi của tác giả Nguyễn Thanh Liêm, bức ảnh Mùa Hoa Tam Giác Mạch của tác giả Phạm Ngọc Triển và bức ảnh Ngày Mới Trên Sông của tác giả Nguyễn Thanh Hải đã đạt giải nhất, nhì do khán giả bình chọn. Chủ đề của tháng tiếp theo là tôn vinh những giá trị truyền thống của gia đình. Ban tổ chức cuộc thi mong tiếp tục nhận được nhiều hơn nữa những bức ảnh của quý vị và các bạn. MyTV tôn vinh những giá trị truyền thống, vẻ đẹp của đất nước và con người Việt Nam.